Thưa quý vị và các bạn, từ lâu thì cảnh sát khu vực đã được coi là người làm dâu trăm họ, luôn chia sẻ ngọt bùi và gắn bó với nhân dân. Trong những ngày cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội, rất nhiều người lao động đã rơi vào tình cảnh khó khăn. San sẻ điều này, cảnh sát khu vực các địa phương đã vận động quyên góp những món quà tình nghĩa gửi tặng cho các hộ dân. Hai tuần nay, gia đình ông Huỳnh Ngọc Thuận ở phường Chính Gián, quận Thanh Khê mất đi nguồn thu nhập khi các công trình xây dựng không hoạt động. Thấu hiểu được nỗi khó khăn của những lao động nghèo, Đại úy Lê Nhật Bão, cảnh sát khu vực phường Chính Gián, quận Thanh Khê đã âm thầm đi vận động các mạnh thường quân để mua quà gửi tặng cho gia đình ông Thuận. Phần quà chỉ là những nhu yếu phẩm cần thiết mỗi ngày nhưng mang giá trị tinh thần và cả vật chất rất lớn khi được trao đúng thời điểm này. Hôm nay là nhận được số quà này, gia đình tôi không biết, rất cảm động và không biết nói gì hơn. Suốt thời gian giãn cách xã hội, người dân ở đây đã dần quen với hình ảnh những chiến sĩ công an đến gõ cửa từng nhà để trao tận tay những món quà ý nghĩa, kèm những lời thăm hỏi động viên nhau cùng vượt qua thời điểm khó khăn này. Việc làm này không chỉ xuất phát từ trách nhiệm được giao mà còn thể hiện tình cảm gắn bó giữa người chiến sĩ công an nhân dân với người dân địa phương. Vì công tác mà gặp gỡ nhân dân, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đó cũng là một phần trong công tác quản lý cảnh sát địa bàn của cảnh sát khu vực, để nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, sau này góp phần ủng hộ lực lượng công an phường cũng như công an thành phố tấn áp tất cả loại tội phạm. Đồng chí Bảo hết sức linh động, hết sức nhiệt tình, là các đồng chí cảnh sát khu vực đã đi vận động quyên góp và đã tặng các cái suất quà cho các cái hộ khó khăn, hộ nghèo. Thì tôi đánh giá là hành động của đồng chí Bảo rất là được biểu dương, khen ngợi và cũng được nhân rộng trong tất cả các cái đồng chí cảnh sát khu vực. Công an các phường đã vận động kết nối tất cả các mối quan hệ từ bạn bè, đồng nghiệp đến người thân trong gia đình để cùng chung tay san sẻ nỗi lo toan vất vả của người dân địa phương. Và hành động đẹp của những chiến sĩ cảnh sát khu vực công an phường Chính Gián đã và đang lan tỏa rộng rãi trong nhiều đơn vị công an phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thì qua hoạt động này tạo nên sự gắn kết giữa người dân với lực lượng công an phường, tạo nên lòng tin yêu của nhân dân đối với lực lượng công an phường, đồng thời là thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an phường hưởng ứng lời kêu gọi khẩu hiệu hành động của giám đốc của thành phố, cán bộ chiến sĩ công an thành phố khắc ghi là bác vì bình yên nhân dân. Những câu chuyện đẹp về tình nghĩa đồng bào trong gian khó cũng chính là liều thuốc tinh thần quý giá giúp dịch bệnh sớm được đẩy lùi. Dù biết khó khăn vẫn còn ở phía trước, nhưng niềm tin vào những điều thiện lành, tốt đẹp sẽ giúp cuộc sống cân bằng và trở nên ý nghĩa hơn.